Xin cảm ơn quý vị đang tiếp tục theo dõi kênh VTC1 Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyện trong ngày. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên khắp thế giới, giãn cách xã hội và hạn chế đi lại do Covid-19 xảy ra tuy có tác động xấu tới nhiều mặt, song cũng đồng thời đẩy nhanh sự trỗi dậy của kinh tế số. Không chỉ là cách ứng phó ngắn hạn giúp Việt Nam đối phó với những khó khăn trong đại dịch, điều này sẽ còn để lại những tác động sâu sắc và lâu dài hơn. Đây là những đánh giá trong báo cáo tháng 8 của Ngân hàng Thế giới về kinh tế Việt Nam với chủ đề Việt Nam số hóa, con đường tới tương lai. Chủ đề này sẽ được phóng viên Mạnh Hùng phân tích rõ hơn trong chuyện trong ngày ngay sau đây. Xin mời Mạnh Hùng. Vâng, xin cảm ơn anh Kỳ Vọng. Thưa quý vị, công nghệ số chính là tương lai của nền kinh tế Việt Nam. Bản thân tôi cũng như quý vị trong những tháng vừa qua đã làm được những điều tưởng như không thể một cách không tưởng ngay tại nhà. Thưa quý vị, giờ đây học sinh tương tác với giáo viên qua màn hình. Bệnh nhân nhận đơn thuốc từ bác sĩ qua các ứng dụng khám chữa bệnh từ xa. Doanh nghiệp có thể nộp thuế, làm thủ tục hành chính trực tuyến. Người nông dân lên sàn thương mại điện tử, live stream quảng bá sản phẩm ngay tại vườn nhà. Hay nếu như trước đây để mở một tài khoản ngân hàng, quý vị sẽ phải tới các điểm giao dịch, thì nay chỉ cần ngồi tại nhà với một chiếc điện thoại như thế này. Mới đây, đại diện ngân hàng ACB công bố 10.000 tài khoản mới được lập trực tuyến mỗi ngày. Kết quả này gấp hơn 3 lần mức kỳ vọng của ngân hàng này khi dịch Covid-19 diễn ra và phải tạm thời đóng cửa hơn 100 trên 137 kênh phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh. Có được trái ngọt này là nhờ việc ngân hàng ACB đã áp dụng phương thức định danh trực tuyến EKYC từ tháng 3 năm nay. Thì cái việc mà mở những tài khoản trực tuyến EKYC phải nói rằng rất là hiệu quả. Để dịch vụ trực tuyến thì sau khi tổng kết lại 8 tháng đầu năm của 2021, phải nói rằng là chúng tôi cũng rất là ngỡ ngàng khi mà cái doanh số cũng như là cái số lượng về cái giao dịch trực tuyến nó tăng gấp đôi. Là chuyển đổi số cũng như là ngân hàng số đã giúp cho ngành ngân hàng cùng với chính quyền và người dân để chúng ta vượt qua những cái khó khăn trong cái đại dịch. Sinh sống tại vùng nông thôn cách xa trung tâm của tỉnh Lạng Sơn, trước đây khi có con đầu lòng, anh Tân phải đi quãng đường xa để đến Ủy ban Nhân dân thị trấn làm giấy khai sinh. Đến con thứ hai, anh vừa ở nhà trông con, vừa làm thủ tục khai sinh qua chiếc điện thoại. Sau khi có cháu thứ hai thì tôi được biết đến cái dịch vụ công trực tuyến. Thì tôi cũng đã thực hiện các bước theo quy trình tại cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Lạng Sơn. Thì tôi thấy là dịch vụ rất là tiện ích. Và có khi có kết quả thì gửi cho đường bưu điện về trực tiếp tới nhà. Còn với công ty này, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định nhờ phòng dịch tốt và khai thác sử dụng hiệu quả nhiều tiện ích mà công nghệ mang lại. Trong đó, công ty thường xuyên sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Từ khi mà có cái dịch vụ công lục các mạng này thì công ty tôi cũng đã áp dụng và tôi cũng thấy có một số lợi ích. Thứ nhất là thực hiện được mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có internet là được. Thứ hai là hạn chế việc đi lại, không cần phải xếp hàng và không cần phải chờ đợi, nên là tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Đặc biệt là trong cái thời điểm Covid-19 diễn ra phức tạp như này thì cái việc hạn chế đi lại và trực tuyến ở nhà ấy thì cũng góp một phần nhỏ vào trong cái công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bưởi xay nhỏ này. Còn đây là hình ảnh người nông dân trực tiếp livestream bán sản phẩm nông sản của mình hay tự tay đăng tải quảng bá bán hàng trên các sàn thương mại điện tử trong thời gian vừa qua. Trước đây thì na ở gia đình trồng xong thì thu hoạch, có khó khăn là lấy đi bán dưới chợ thì hôm đi sớm thì bán được, còn hôm đi muộn thì nó mệt vất vả bán, thành ra thương lái họ lấy đủ thì bán nó sẽ khó hơn. Như bây giờ ấy, qua các anh ở trên Viettel Post xuống hướng dẫn ở dưới thôn thì tôi có đăng ký và cũng bắt đầu tiếp xúc với cái bán hàng trên sàn thương mại điện tử đây. Cũng cảm thấy bán trên này tiện lợi, mà đơn hàng người ta mà đăng ký mua thì thấy nói chung cũng nhiều đơn. Có thể thấy các lĩnh vực nổi bật là thương mại điện tử, tài chính, dịch vụ công đều đang thực hiện chuyển đổi số một cách nhanh chóng. Cùng với giải pháp số, chúng ta không phân biệt địa phương, vùng miền, cùng có cơ hội tiếp cận công bằng như nhau. Quan trọng là sự quyết tâm thực hiện tới đâu.
như trong đợt dịch vừa qua, Lạng Sơn hay Ninh Bình chứ không phải đâu khác đã liên tục công bố cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4, tức là người dân không cần phải ra khỏi nhà để giao dịch, xử lý các dịch vụ công với cơ quan nhà nước. Tuy vậy, phải có một thước đo hay hệ quy chiếu để thấy rằng chúng ta đang ở đâu trong cuộc đua chuyển đổi số. Để đưa ra góc nhìn rộng và liên kết, báo cáo của Ngân hàng Thế giới đã sử dụng khung đánh giá, kết nối, làm chủ, đổi mới sáng tạo và bảo vệ cùng 12 nước khác gồm 8 quốc gia tương đồng, những quốc gia thu nhập trung bình và coi chuyển đổi số là trung tâm trong chiến lược phát triển và 4 quốc gia đi trước, tiến bộ hơn về kinh tế và chuyển đổi số. Hãy đến với trụ cột đầu tiên, kết nối. Khả năng kết nối Internet tốc độ cao với giá cả phải chăng là xương sống của bất kỳ nền kinh tế số nào? Theo đánh giá của World Bank, chúng ta có thứ hạng cao về sử dụng điện thoại di động và có kết nối Internet, mặc dù tốc độ kết nối vẫn chưa bằng các quốc gia đi trước. Bên cạnh đó, chi phí truy cập Internet cũng có giá rẻ hơn so với hầu hết các quốc gia so sánh. Tuy nhiên, sóng 3G, 4G đến các hộ gia đình ở miền núi còn yếu. Điều này cản trở quá trình tiếp cận với các dịch vụ số. Có những câu chuyện thực tế vừa qua, những gia đình không có máy tính cho con học trực tuyến hay các em học sinh vùng sâu vùng xa phải lên núi dựng lều bắt sóng đã cho thấy những rào cản còn tồn tại để tất cả người dân được tiếp cận công bằng với các dịch vụ Internet. Các nhà mạng Việt Nam trong một cam kết gần nhất khẳng định sẽ xóa gần 2.000 điểm còn lõm sóng di động, cáp quang, Internet trên toàn quốc trong năm nay. Trụ cột thứ hai đó là làm chủ. World Bank đánh giá lực lượng lao động Việt Nam còn thiếu những kỹ năng cần thiết để hoàn toàn làm chủ nền kinh tế số. Chỉ có 40% doanh nghiệp cho biết có đủ kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông để duy trì và khai thác đầy đủ các hệ thống công nghệ số của họ. Và mức độ thiếu hụt kỹ năng được dự báo sẽ lên đến 1 triệu lao động ngành công nghệ thông tin và truyền thông vào năm 2023. Trụ cột thứ ba là đổi mới sáng tạo. Ở khu vực tư nhân, tỷ lệ sử dụng các nền tảng số, các trang thương mại điện tử, mạng xã hội trực tuyến và các ứng dụng chuyên biệt tăng mạnh nhằm ứng phó với dịch Covid-19. Từ 48% giữa năm 2020 lên 73% đầu năm nay, World Bank cũng đánh giá cao nỗ lực tinh giản các thủ tục và cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp thông qua các phương tiện số của chính phủ. Muốn vượt qua những tác động của dịch bệnh một cách nhanh hơn, bền vững hơn, các doanh nghiệp phải tự thay đổi mình bằng đổi mới sáng tạo. Đây cũng là cơ hội lớn để các doanh nghiệp công nghệ Việt đưa ra các giải pháp công nghệ, đưa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh lên môi trường số. Doanh nghiệp phát triển hạ tầng công nghiệp này mới vận hành một trung tâm nghiên cứu sản xuất thông minh để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số về quản lý kho vận. Trung tâm này có thể ứng dụng cho 32.000 hectare khu công nghiệp trong tương lai. Lợi ích trước tiên của việc tự làm chủ công nghệ đó là chi phí đầu tư giảm ít nhất 50% so với nhập khẩu giải pháp nước ngoài. Cái nguy cơ mà gặp với cái bẫy thu nhập trung bình ấy cho Việt Nam cũng cao, thì chúng ta cần phải có những cái bước tiến và bước đầu tư mạnh mẽ để tạo ra những phương tiện sản xuất mới, thì đây là cũng là một cái bước đầu tư và cho tương lai của chúng tôi sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư hiện hữu trong các khu công nghiệp ấy là nâng cấp cái hệ sinh thái cái nhà máy của họ lên 4.0. Còn SiRadar là một giải pháp bảo mật hoạt động trên nền tảng đám mây. Nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, phần mềm có thể phát hiện các trang web lừa đảo qua nội dung và tên miền, phát hiện mã độc từ file lạ hay dự báo các nguồn tấn công mới. Cái hướng tới của SiRadar là đưa ra được một giải pháp mà tự động hóa và đảm bảo ngăn chặn được các cái nguy cơ tấn công và không đòi hỏi người sử dụng có nhiều nhân sự để vận hành, cũng như là việc triển khai nó dễ dàng, nhanh chóng, chi phí hợp lý. Để thấy, chuyển đổi số đang tạo nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ bứt phá với sự lan rộng của các công nghệ như trí tuệ nhân tạo AI, Big Data Blockchain. Và chuyển đổi số không còn là giải pháp tạm thời trong mùa dịch Covid, mà là một chiến lược dài hạn giúp doanh nghiệp sẵn sàng thích nghi, sống chung với dịch, tận dụng cơ hội để bứt phá. Doanh nghiệp cần nhất là thị trường. Thì khi mà có thị trường thì sẽ có công nghệ, sẽ có doanh nghiệp, sẽ có sản phẩm tốt. Và vì vậy thì cái giải pháp mà Bộ Thông tin Truyền thông tìm cách thực hiện ấy là cố gắng là đưa ra các bài toán, tìm ra những cái nỗi đau của xã hội, tìm ra những cái thách thức hiện nay của xã hội Việt Nam, mà từ đó thì định hướng dẫn dắt và thu hút cái sự tham gia của các doanh nghiệp cùng giải quyết các bài toán đấy. Và khi mà chúng ta giải quyết được bài toán ấy thì chúng ta sẽ có một doanh nghiệp công nghệ số. Một trụ cột nữa cũng có trong khu đánh giá này, trụ cột thứ tư, bảo vệ. Theo chỉ số an ninh mạng toàn cầu, Việt Nam có mức độ bảo vệ khá tốt với thứ hạng 25 trên 194 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, theo báo cáo, vấn đề bảo vệ quyền riêng tư còn yếu do chúng ta vẫn chưa có văn bản pháp luật hợp nhất về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nhìn chung, Việt Nam đang có vị thế tương đối tốt trong cuộc đua chuyển đổi số, nhưng cần tận dụng sức mạnh của mình và thu hẹp khoảng cách ở những điểm còn yếu để chuyển đổi số nền kinh tế.
Như vậy, chúng ta hãy nhìn vào một viễn cảnh rộng lớn hơn khi mà công nghệ và những tiến bộ của nó được đưa vào nền kinh tế, giúp làm tăng cơ hội và năng suất của các doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đại dịch Covid thì cũng tạo ra những cái thách thức và đồng thời là cũng tạo ra cơ hội cho phát triển kinh tế số của Việt Nam. Giải pháp quan trọng nhất đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là phải hoàn thiện các cái thể chế chính sách, đặc biệt là tạo thuận lợi nhất cho cái hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển các cái mô hình kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ số. Thứ hai là các cái chính sách phải có cái sự nhất quán, đồng bộ để tạo cái thuận lợi nhất cho các hệ thống doanh nghiệp. Chính sách của các địa phương thì cũng phải trong cái khuôn khổ tổng thể để tạo thuận lợi nhất cho cái việc là lưu thông hàng hóa, hạn chế thấp nhất cái đứt gãy chuỗi giá trị. Chúng ta thấy rằng là kinh tế số cũng như là cuộc cách mạng 4.0 chúng ta cũng đã nói rất là nhiều. Thì chúng ta thấy rằng là hạ tầng nền tảng nó là một cái bộ phận, một cái thành phần không thể thiếu được. Chúng ta nói đến 4.0 là chúng ta nói đến cái chuyện là kết nối, nói chuyện đến IoT, nói chuyện đến AI, nói chuyện đến về blockchain, tất cả những cái nền tảng đó thì đều dựa vào công nghệ số cả và cũng dựa vào cái hệ thống dữ liệu cũng như là big data đó. Thì đấy, thì đương nhiên là vì những cái nền tảng không thể thiếu trong cái việc mà công nghệ số cũng như là kinh tế số thì những cái đơn, những cái nhà cung cấp dịch vụ là tôi nghĩ rằng đấy là một trong những key, những cái điểm mạnh để thúc đẩy cái nền kinh tế số. Việt Nam có tiềm năng phát triển kinh tế số khá cao. Thứ nhất, đây là chiến lược quan trọng của chính phủ. Chính phủ Việt Nam đã huy động được các nguồn lực và đang đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Thứ hai, các bạn có đội ngũ kỹ thuật trẻ, giỏi chuyên môn. Đó chính là nền tảng vững chắc cho công cuộc số hóa đang diễn ra trên cả nước. Các bạn đã có được sự hỗ trợ về tài chính của fintech. Năm 2016, mới chỉ có một vài công ty fintech tại Việt Nam. Hiện nay con số đã tăng lên hơn 200. Đó chính là ví dụ điển hình nhất cho sự phát triển nhanh chóng về mảng công nghệ trong những năm qua. Văn kiện Đại hội 13 của Đảng cũng đã xác định đến năm 2025 kinh tế số đạt tỷ trọng 20% GDP, đến năm 2030 kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP. Có thể thấy chuyển đổi số trong mỗi cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hay với chính chúng ta đóng vai trò quan trọng để thực hiện được mục tiêu này. Chuyện trong ngày đến đây cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.